hé lộ bí ẩn về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tổng tư lệnh Ukraine nói Nga muốn tiến công trước khi chạm trán tiêm kích F-16. Viện nghiên cứu Mỹ giải mã thông điệp hạt nhân của Nga. Nga nêu lý do Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, đã xếp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, TPRK, đứng cuối trong danh sách các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về số lượng đầu đạn. Tờ Investia dẫn nguồn tin SIPRI cho biết, mặc dù Triều Tiên có kho vũ khí hạt nhân nhỏ nhất và các điều kiện sử dụng vũ khí này trong học thuyết của họ khá rõ ràng, nhưng trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn gây lo ngại cho phương Tây. Vậy Triều Tiên có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân và các điều kiện để sử dụng chúng là gì? Kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng được ước tính bao gồm khoảng 30 đầu đạn theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi SIPRI cho rằng con số này có thể lên đến 50 đầu đạn. Triều Tiên có nhiều phương tiện để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân cả chiến lược và chiến thuật. Triều Tiên sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm ngắn bao gồm KN-23 giống với Iskander của Nga với tầm bắn 600-700 km, KN-24 với tầm bắn 400 km và KN-25 với tầm bắn 380 km. Trong khi đó, các tên lửa đạn đạo tầm trung gồm Hwasong-7, Nodong với tầm bắn từ 1.200-1.500 km, Bukhuk-Song-2 sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn lên tới 1.200 km, Hwasong-10 với tầm bắn từ 2.500-4.000 km và Hwasong-12 với tầm bắn từ 3.700-4.500 km. Đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Triều Tiên sở hữu Hwasong-14 có khả năng đạt tới 10.000 km, Hwasong-15 với tầm bắn ước tính khoảng 13.000 km và Hwasong-17 được cho là tên lửa lớn nhất với tầm bắn lý thuyết vượt quá 15.000 km, cho phép tấn công bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ngoài ra, Triều Tiên còn có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như Bukhuk-Song-1 với tầm bắn ước tính 1.200 km và Bukhuk-Song-3 với tầm bắn khoảng 2.000 km. Về học thuyết hạt nhân, Luật Chính sách Lực lượng Hạt nhân năm 2022 quy định rằng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD khác, hoặc nếu cuộc tấn công như vậy bị coi là không thể tránh khỏi. Cơ quan lãnh đạo hoặc chỉ huy hạt nhân của đất nước bị tấn công, hoặc nếu một cuộc tấn công như vậy được coi là sắp xảy ra. Một cuộc tấn công nghiêm trọng vào các địa điểm chiến lược được thực hiện hoặc bị coi là không thể tránh khỏi. Để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự leo thang xung đột và giành thế chủ động trong các hành động đối đầu. Các kịch bản khác có thể gây ra cuộc khủng hoảng đe dọa sự sống còn của quốc gia và sự an toàn của người dân, đòi hỏi phải có phản ứng hạt nhân. Mới đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky nói rằng Nga đang đẩy mạnh tiến công để giành thêm lãnh thổ trước khi Ukraine nhận thêm viện trợ quân sự, bao gồm chiến đấu cơ F-16. Ông Syrsky viết trên mạng xã hội, Nga nhận thức rõ rằng với việc Ukraine đang dần tiếp nhận lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có sự xuất hiện của các tiêm kích F-16 đầu tiên, thứ sẽ giúp chúng tôi tăng cường năng lực phòng không, cơ hội thành công của họ sẽ giảm đi theo thời gian. Ông nói thêm, do đó giới chỉ huy Nga đang nỗ lực hết sức để tăng cường độ và mở rộng khu vực giao tranh nhằm làm Ukraine suy kiệt đến mức tối đa, gián đoạn hoạt động huấn luyện lực lượng dự bị và ngăn chúng tôi chuyển sang thế tấn công chủ động. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng Nga hiện đang tập trung hỏa lực ở tỉnh Donetsk phía đông, đặc biệt là mặt trận Pokrov. Họ đang tiến gần đến một tuyến đường giao thông và tiếp tế quan trọng, kết nối các trung tâm dân cư ở phía bắc khu công nghiệp này với các ngôi làng ở phía nam. Máy bay tiêm kích đa năng F-16 do Mỹ phát triển từ những năm 1970 có giá khoảng 30-35 triệu đô la Mỹ tùy vào phiên bản. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h ở độ cao 12.000 m, với trần bay tối đa 18.000 m và tầm hoạt động 546 km. Nó được trang bị một pháo 6 nòng 20mm cùng 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí, bao gồm cả bom hạt nhân B-61 hoặc B-63. Sau khi được Mỹ bật đèn xanh vào năm ngoái, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cam kết chuyển giao tổng cộng 85 chiếc máy bay loại này cho Ukraine, nhưng thời điểm chính xác chúng sẽ đến Kiev vẫn chưa rõ. Truyền thông cho rằng lô tiêm kích F-16 đầu tiên có thể đến Ukraine trong vài tuần tới, nhưng việc chuyển giao đã nhiều lần bị trễ hẹn.
Tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ vừa qua, Tổng thống Zelensky nhận định viện trợ quốc tế dành cho Kyiv vẫn chưa đủ và còn chậm trễ. Ông kêu gọi các đối tác tăng tốc quá trình chuyển giao tiêm kích F-16 và cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Tiêm kích F-16 được kỳ vọng sẽ là sự nâng cấp cần thiết cho lực lượng không quân Ukraine, vốn chủ yếu sử dụng các máy bay sản xuất từ thời Liên Xô và đã chịu tổn thất nặng nề sau hơn 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng F-16 không phải là vũ khí kỳ diệu có thể giúp Ukraine thay đổi tình hình chiến trường và vẫn có thể bị các hệ thống phòng không của Nga bắn hạ. Hồi giữa tháng này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ cho rằng Ukraine gần đây đã liên tục phóng tên lửa tấn công các hệ thống phòng không của đối phương để dọn đường trước khi chính thức tiếp nhận tiêm kích F-16. Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ mới đây nhận định rằng việc giới lãnh đạo Nga liên tục đề cập đến vấn đề hạt nhân gần đây nhằm phát đi thông điệp răn đe phương Tây. Ngày 21 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình như một biện pháp phòng ngừa và bảo vệ. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì cán cân quyền lực trên thế giới. Bộ ba hạt nhân mà Tổng thống Putin nhắc đến gồm có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó, ông Putin cũng cho biết Nga đang xem xét khả năng thay đổi học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của mình. Theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trong trường hợp bị tấn công thông thường đe dọa sự tồn vong của quốc gia. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga không cần thực hiện tấn công hạt nhân phủ đầu. Các chuyên gia ESW nhận định rằng đây có vẻ là thông điệp cảnh báo từ Nga nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ thêm từ phương Tây cho Ukraine. ESW cho rằng, mặc dù mối đe dọa leo thang hạt nhân là yếu tố chính trong chiến lược của Nga để ảnh hưởng đến quyết định của phương Tây, nhưng việc leo thang hạt nhân thực sự vẫn khó có thể xảy ra do các cơ chế răn đe hiện có. Người sáng lập Cổng Thông tin Quân sự Nga, ông Dmitry Konev nhận định, Tổng thống Putin đang gửi một thông điệp rõ ràng đến phương Tây. Tuy nhiên, ông Konev cho rằng sẽ không có sự thay đổi lớn nào trong chính sách hạt nhân của Nga. Ông Konev nói, không có thay đổi nào liên quan đến lực lượng hạt nhân chiến lược, việc triển khai vũ khí hạt nhân trong các tài liệu cơ bản của Nga. Ông chỉ ra rằng có 4 tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân và động thái của Moscow có thể chỉ là chi tiết hóa những tình huống này. Gần đây, Nga liên tục gửi đi các thông điệp hạt nhân. Một trong những thông điệp này được phát ra thông qua cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật giữa Nga và Belarus hồi đầu tháng này. Các nhà phân tích cho rằng cuộc diễn tập này có vẻ như là lời cảnh báo phương Tây ngừng can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt sau khi lãnh đạo một số nước ủng hộ việc đưa quân đến Ukraine và cho phép Kyiv sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Dù các nước phương Tây đã quyết định nới lỏng chính sách viện trợ cho Ukraine, họ vẫn lo ngại khả năng leo thang xung đột hạt nhân nếu cho phép Ukraine dùng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Đó là một trong những lý do hàng đầu khiến Mỹ vẫn cấm Ukraine khai hỏa tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt vào tháng 9 năm 2022, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự. Bất chấp đề nghị của Ukraine về việc đẩy nhanh lộ trình kết nạp, NATO đến nay vẫn từ chối ấn định một thời gian cụ thể hoặc lộ trình gia nhập cho Ukraine. Và ngày trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay vấn đề thành viên chưa được thảo luận trừ khi Kyiv đánh bại Moscow trong xung đột. Ông Stoltenberg nói, chúng ta cần đảm bảo Ukraine thắng thế, đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS hôm 18 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng ông Stoltenberg hiểu điều này. Quan chức ngoại giao Nga cho rằng ông Stoltenberg nên hiểu về những gì đã xảy ra sau khi NATO tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào năm 2008 về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập liên minh quân sự. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, điều này đã trở thành nguyên nhân dẫn tới phần lớn của khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn. Trong gần 2 thập kỷ, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các chính sách của NATO nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia của Nga. Tuần trước, ông ám chỉ rằng Moscow có thể ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Kyiv rút toàn bộ quân khỏi các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết giữ vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Cả Kyiv và NATO đều bác bỏ đề nghị của ông Putin,
cáo buộc đây là một tối hậu thư không thể chấp nhận. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại SVR Sergei Naryshkin cho rằng tốt hơn là Ukraine nên chấp nhận đề nghị của Tổng thống Putin ngay bây giờ. Trước đó, hồi cuối tháng 4 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Tổng thống Zelensky cho biết, tôi tin rằng chúng tôi sẽ chỉ gia nhập NATO nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được kết nạp vào NATO khi còn xung đột. Ông giải thích rằng việc kết nạp Ukraine sẽ cần có sự đồng thuận nhất trí của 32 thành viên của Liên minh. Tổng thống Zelensky thừa nhận một số thành viên NATO không muốn kết nạp Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang đang diễn ra vì họ cảm thấy rủi ro, trong khi những thành viên khác chỉ đơn giản là hoài nghi. Ông Zelensky nói, vì vậy để Ukraine được chấp nhận vào Liên minh, chúng ta phải chiến thắng. Ông cho rằng tư cách thành viên NATO cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh và độc lập của Ukraine.